Có thể bạn không biết Latvia là một trong những quốc gia xanh nhất châu Âu, là điểm đến lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của vùng Baltic, sở hữu những thắng cảnh xinh đẹp đến ngỡ ngàng và nhiều giá trị văn hóa độc đáo. Cũng giống các quốc gia châu Âu khác, nếu bạn có kế hoạch lưu trú trong khoảng thời gian 90 ngày với mục đích du lịch hay thăm thân, thì nên làm visa ngắn hạn. Lệ phí tùy thuộc vào nhu cầu và độ tuổi của người xin visa. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các thủ tục làm visa du lịch Latvia đơn giản nhất. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Latvia. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý ảnh chụp không quá 6 tháng. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và đảm bảo còn 2 trang trống để dán visa. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Giấy khai sinh. 7. Bản sao công chứng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Đối với cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép. 2. Đối với chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. 3. Đối với học sinh, sinh viên, chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Đối với người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sổ tiết kiệm. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về lịch trình chuyến đi, bảo hiểm du lịch, xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay khứ hồi. Lưu ý, hồ sơ xin visa cần dịch thuật sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Đại sứ quán sẽ yêu cầu nộp thêm các giấy tờ phù hợp. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ Hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.